Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, sau trận gặp Hà Nội T&T, một trận đấu mà nhận được nhiều lời chê hơn là khen, thì đội tuyển quốc gia Việt Nam càng được quan tâm hơn. Và chiều nay, nhóm phóng viên của chúng tôi đã có mặt ở tại sân buổi tập để cảm nhận được không khí và xem tình hình có khả quan hơn không trước khi đội tuyển quốc gia Việt Nam có trận đấu với Than Quảng Ninh vào tối ngày mai. Sau thời gian khởi động khoảng 30 phút, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cho các cầu thủ tập chiến thuật phối hợp 5 người tấn công trung lộ và biên với sự tham gia của cả trung vệ. Tiếp đến, đội tuyển Việt Nam được chia làm 2 đội hình thi đấu. Trong buổi tập chiều nay, ngoài những cầu thủ bị chấn thương từ trước, danh sách được thêm Hoàng Đình Tùng sau khi tiền đạo này bị lật cổ chân. Chính vì thiếu người nên huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã cùng thi đấu với các học trò. Và có lẽ đây chính là cách dễ dàng hơn để ông truyền đạt cho các cầu thủ của mình. Trong lúc thi đấu, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã chỉ ra những vấn đề cần phải cải thiện của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Hữu Thắng chỉ ra những cái lỗi ở những cái như ví dụ như cơ lý đội hình và cái sự bọc lót của Du Hăng phòng ngự và các tuyến ở trên sân. Huấn luyện viên Hữu Thắng xây dựng cho đội bóng thì cũng là lối đá ít chạm và nhuần nhuyễn trong các vị trí. Vào 19 giờ ngày mai, đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ có trận đấu tập thứ 2 với Than Quảng Ninh tại sân Hàng Đẫy. Ban tổ chức mở cửa tự do để phục vụ khán giả vào sân theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu.